để tăng cường quản lý việc nuôi cá tra, tránh để người dân phát triển tự phát ồ ạt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu từ ngày 12 tháng 9 tới đây, các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm sẽ bắt buộc phải có mã số nhận diện từng ao nuôi. Cụ thể, các ao nuôi cá tra chỉ được cấp mã số nhận diện nếu nằm trong quy hoạch do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Nếu một cơ sở có nhiều ao nuôi thì được cấp nhiều mã số nhận diện ao nuôi. Mỗi ao nuôi được cấp duy nhất một mã số nhận diện. Mã số này chỉ được cấp khi đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại. Người dân khi đăng ký nuôi cá tra thương phẩm cũng phải đăng ký luôn diện tích và sản lượng nuôi. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, với việc ra đời của thông tư 23 nói trên, việc nuôi cá tra thương phẩm không còn được tự do như trước mà phải chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước.